cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vua Herode nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lấy lừng, kẻ thì nói Gioan Thầy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo đó là Elia, kẻ khác lại rằng đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy Herode nói đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được. Vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người bị vòng xứ Galilê. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng: con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ: con nên xin gì? Mẹ cô đáp: xin đầu Gioan Thầy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Thầy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa của ngày hôm nay trong cái ngày đầu năm cũng là một lời nhắc nhở và dẫn dắt chúng ta thật là khôn ngoan, thật là sáng suốt. Nhìn vào lời kể về vua Herode, ai cũng có thể thấy đó là chính mình. Tại sao vậy? Bởi vì Herode nghe Gioan nói thì trong lòng phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Và quả thực trong lòng chúng ta nó có một cái cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa sáng và tối, giữa lời Chúa và dục vọng. Ta muốn nghe, nhưng mà có nghe nhiều đến đâu thì cũng không có một chút giá trị nào nếu mà không đưa đến cái việc làm. Bởi vì đức mến nó cần được chứng thực bằng việc làm. Vậy thì cuối cùng thì cũng phải đến lúc nhà vua chọn lựa, và cái chọn lựa cuối cùng của nhà vua là chặt đầu Gioan Thầy Giả. Cho nên có muốn nghe đến đâu cũng không có một chút giá trị gì, bởi vì cái chọn lựa cuối cùng đó là không muốn, là từ chối. Và ngược với Herode thì chúng ta thấy Gioan Thầy Giả là một người đóng cái vai trò thật là thích hợp, là sống trung thực, sống cho sự thật. Và chúng ta biết có những cái nghề mà người ta phải sống cho sự thật. Cái thứ nhất là lãnh đạo, thứ hai là thầy giáo, thứ ba là bác sĩ. Thế nhưng trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy cái sự gian dối nó đã lan tràn khắp mọi nơi.
Và đất nước của chúng ta nó đi xuống là bởi vì người ta coi cái sự gian dối mà được thỏa được cái dục vọng của mình là một thành công. Cho nên người ta mong được lên lớp chứ không lo đến cái chuyện học. Vì thế mà có nhiều em lớp 7 mà chưa biết đọc, nhưng mà rồi cái chuyện đó nó là do cái sai của thầy giáo. Cuối năm nó dốt, không dám cho nó ở lại lớp. Tại sao vậy? Bởi vì ở lại lớp thì mình lại bị hạ bậc, mình lại bị sút lương. Cho nên là cái sự gian dối nó đánh mất cái cao quý của con người. Ta có thể nói được một người có nhiều tài cán, có nhiều đức độ xinh đẹp chẳng hạn, nhưng mà lại là một người gian dối, thì tự người đó đã mua lấy cái sự bất tín của những người khác, bất trọng. Và cần phải như Gioan hết lòng với cái lời cho việc của Chúa, với cái tốt cho con người. Gioan nói biết rằng là mình có thể bị nguy hại, nhưng mà là nói bởi vì một như là một thầy thuốc thì phải bắt được căn bệnh, cho thuốc đúng. Có những cái bệnh thì chữa sơ sơ, có những cái bệnh thì phải chữa nặng hơn, thậm chí có những cái bệnh phải giải phẫu, phải cắt bỏ. Trong việc lãnh đạo cũng thế, ở trong việc làm thầy giáo cũng thế, phải cho nó ở lại lớp. Lãnh đạo thì phải cho nó người đó nghỉ vân vân, miễn là cái chung nó được lợi và cái lợi cho chính người đó. Bởi vì ta thấy rõ ràng khi Herode đã không là người cứng đầu, nếu Gioan không hết lòng thì lúc đó cái sai trái của Herode Gioan phải chịu trách nhiệm. Cái hết lòng với việc chung, hết lòng với ích lợi cho người khác là mẫu gương mà chúng ta nên bắt chước trong suốt cả năm nay, trong một năm mới này. Và một mẫu gương thật đẹp ở ngay trong xứ chúng ta, đó là ngày hôm nay buổi chiều tôi ra đây thấy chị em đến cắm hoa. Và tôi ngạc nhiên, ủa cắm hoa hả, có lễ gì không? Thì chị em nói là thấy hoa nó héo thì cắm. Một việc đơn sơ thôi, nhưng mà nó nói lên một cái tấm lòng của một người hết mình với việc chung. Điều gì cần thì mình làm, mình bắt tay vào làm. Còn nếu chẳng hạn như là thôi, đằng nào cũng là đến ngày lễ hết Tết rồi thì mình để đó rồi ngày mai cho đỡ mệt rồi qua Tết. Nhưng mà một người thực lòng với việc chung, thực lòng với tha nhân, đó là khi thấy điều chi tốt có lợi cho việc chung, cho tha nhân thì bắt tay làm ngay, không ngần ngại. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã không một giây phút nào mà không chăm sóc cho hạnh phúc đời đời của chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách sống cho tròn cái đẹp nhất, cao thượng nhất cho chính mình và cho người khác. Không phải là hôm nay rồi ngày mai thì thôi, không phải là hôm qua đã có rồi thì hôm nay thì thôi, nhưng mà trong từng giây từng phút. Và có được như thế thì chúng ta có thể nói được là như Gioan thể giả, là một người đã hết mình, một vị tiên tri có chết, nhưng mà là cái chết thật là đẹp, thật là đáng quý. Bởi vì đó là cái chết để mưu cầu cái điều lợi ích cho người khác.